Ngon ngon. Trời ngon quá à. Dạ đây là cơn mưa đá mà anh Huân đi làm về quay được cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem nè. Ông bà cô chú xem ở trên cái kiến á, trời ơi, nó đập luôn cục đá bằng ngón tay út, bằng ngón tay út không á ông bà cô chú. Dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Oppa, anh xa xeo. Xin chào ông bà, cô chú. Tôi mới đi làm về luôn. Anh Huân ảnh đi vô cái lò bắt quái để ảnh làm cho cái nóng, cái máy sưởi nó nóng lên á. Lạnh quá trời lạnh luôn mà mới mưa nữa chứ. Đi vô nhà. Lạnh dã man luôn, đang lạnh mà còn mưa nữa. Hôm nay Kiều sẽ làm món tôm kho tàu với lại lòng sầu dưa. Cái tôm kho tàu này á, Kiều sẽ bỏ vô thêm mực nữa, ăn cho nó ngon. Mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn vào bếp với Kiều nha. Tiên Kiều sẽ ướp mực với tôm trước nha. Kiều bỏ tỏi vô nè. Gốc hành, một xíu ớt, tiêu, một muỗng đường, 1/3 muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm, một muỗng dầu màu điều. Dầu màu điều á, Kiều bỏ trong tủ lạnh để dành ăn á, cái nó đông lại vậy ông bà cô chú. Một muỗng bột ớt Hàn Quốc, xong Kiều trộn lên nha. Giờ Kiều sẽ bắt dầu lên để kho tôm mực. Kiều bỏ tỏi vô nè, ớt với lại đầu hành lá. Kiều bỏ thêm vô đây là một muỗng ớt bột Hàn Quốc, nửa muỗng dầu màu điều, 3 muỗng nước mắm với lại một muỗng đường. Kiều bỏ thêm một xíu nước vô cho nó sôi lên, rồi bây giờ mình bỏ tôm với mực vô nha. Cái này nãy Kiều nêm vừa ăn luôn á, nên mình không có nêm gì thêm hết trơn á. Bây giờ mình để lửa riu 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 cho nó cạn nước nữa là ngon hả. Giờ nước cũng đã sệt lại rồi, chín này đó ông bà cô chú. Bây giờ Kiều bỏ hành vô nha, với thêm một xíu tiêu nữa. Giờ cái món tôm kho tàu của Kiều đã xong rồi đó. Giờ Kiều cũng bắt nồi lên nấu món lòng sầu dưa. Bỏ dầu vô nè, tỏi, ớt. Tỏi thơm mà chưa phải chua. Rồi Kiều bỏ lòng vô luôn. Cái này là có tim gan phèo phổi á. Bỏ hết đi. Kiều nêm một xíu bột nêm vô. Dưa với lòng chín rồi, Kiều bỏ hành lá vô nha. Xong rồi thêm một xíu tiêu nữa. Annyeonghaseyo, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều làm hai món cơm cho anh Huân ăn, đó là tôm kho tàu với lại lòng sầu dưa. Cái lòng này á, là hôm bữa Kiều luộc táo lả từ lưa hết trơn á, làm một lần là cực á, tại vì làm lần nó lâu á, nên Kiều làm xong rồi Kiều gói lên, Kiều bỏ tủ lạnh để ăn từ từ. Xin mời mọi người ăn chung với hai chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Thơm á. Làm là khác nước quá. Nước này là nước quýt nè. Ủa nên cho ông xích giờ. anh ăn thử rồi. Nhìn bên chút. Dạ, có. Nhìn bên chút nè. Chút không nào quá. Chán lắm. Ngon không? Ngon. Trời ngon quá à. Wow. Ngon không? Ngon. Này là lòng sầu dưa. Cho bên đây nãy mà sầu chiên chua bột cung. Wow. Mm.
Ừ. Ok. Cô mặn này. Nó ngon mặn sao? Cho bên này nè, chăm khi nó đang còn. Ở bên giữa đây coi chị. Chắc chắn không có. Chắc chắn chung nhà chị. Ngon quá. Dưa chua ngon vậy á. Nó mệt sao? Bữa nay món nào cũng hao cơm hết vậy. Đáng lẽ tôm này á, kho tàu á là chỉ có tôm thôi, mà Kiều bỏ mực vô thêm ăn cho nó đã. Tôi quên lên siêu man à. Siêu man chu lin hay là chung chu kinh nhau. Ở trên ngoài thương nhỏ. Mệt sao? Mệt sao á. Ừ, con bắp tục tục. Bắp tục tục. Ừ. Ừ. Mệt tạ. Giờ thì nói vô hắn bình một rồi. Cô mau ăn. Hắn bánh này một rồi. Trời ơi, món này ăn cơm ngon ghê. Ngon không anh? Ngon. À, có chị nói á, là à, khi mà Kiều quay cái video á, là cái giờ dắt á, là cái giờ nào để cho nó ổn định á, để khi mà xem cho dễ dàng hơn á. Thật sự á, là cái giờ dắt Kiều cũng chưa có ổn định á ông bà cô chú. Tại vì á, lúc nào mà lớp nào mà Kiều đi làm nè, rồi lớp nào Kiều đi về dọn dẹp nhà nè. À, có cô với có chị á, rất là nhiều cô với chị hỏi á, là ở Hàn Quốc á, có cái dịch vụ dọn dẹp nhà không? À, ở thành phố á, ông bà cô chú lúc mà Kiều ở chung cư ở thành phố á, cái dịch vụ này nhiều dữ lắm. Chỉ cần gọi điện thoại cái là người ta gọi, người ta điện lại là người ta dọn nhà sạch bóng luôn. Thường thường ở chung cư Kiều cũng hay sử dụng cái dịch vụ đó đó. Đi hai chồng đi du lịch hoặc là đi đâu cái á, là về nhà làm biếng dọn dẹp nhà á, là kêu dịch vụ vô cái dọn cái là sạch bóng luôn. Với lại khi mà chuyển nhà cũng vậy nữa. Cái dịch vụ đó là khỏe dữ lắm luôn. Nhưng mà ở nông thôn nè, bây giờ là Kiều đang ở là ở nông thôn nè ông bà cô chú. Cái dịch vụ đó cũng có nhưng mà xa với lại ít lắm. Tại vì với lại nếu mà kêu cái dịch vụ đó là những cái ông bác, bà bác làm không à. Mà hiếm lắm luôn. Khi điện đài rồi phải chờ đợi lum lá chân á. Nên thôi kệ đi, hai chồng cố gắng mỗi ngày làm chút chút vậy nó cũng hoàn thành nè. Đó là vậy đó ông bà cô chú. Còn cái giờ dắt á, thì á, Kiều xin lỗi ông bà cô chú anh chị và các bạn. Tại vì không có ổn định á. Lúc nào mà Kiều đi là về làm về sớm á, thì Kiều á, đăng lên sớm. Tại vì Kiều quay rồi Kiều đăng lên sớm. Bữa nào mà Kiều tăng ca Kiều về trễ là Kiều quay lên trễ à. Thật sự là cái giờ dắt nó chưa ổn định là vậy đó ông bà cô chú. Chừng nào mà Kiều sắp xếp công việc xong xuôi gọi trơn nhà cửa xong xuôi gọi trơn á, rồi Kiều sẽ quay lên, rồi Kiều sẽ đăng cái video lên cái giờ dắt ổn định cho ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. À, Kiều xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Ây buồn vui à. Cho kia hâm mềm cơ thêm mang nước cho nào. Ok, xin chú video. 시간 안 맞아서 갔다 왔다니까 그래서 먹고 싶으면 힘들어. 그래서 진주신만 해줘서 지금 바빠서 그리고 집 아직 안 전수하니까 언제 전수 다 했으면 그 진주 시간 딱 맞아 오래 가줄게 이렇게. 맞아. 이렇게 여러분 이해해. 엄마 bà cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho Kiều nha. Kiều xong xuôi công việc xong xuôi là Kiều hứa là đăng lên cái giờ dắt là ổn định là cho ông bà cô chú xem. Giờ là Kiều cố gắng duy trì là ngày nào cũng đăng lên á, nhưng mà lúc thì sớm lúc thì trễ là do cái công việc của Kiều về sớm với về trễ ông bà cô chú. Cái này công nhận ăn với cơm ngon dữ lắm. Ừ.
xoáy xuống. Ngon hả? Ừ. Màu. Cảm ơn em. Không có chi. Có cô làm xem cái video của hai vợ chồng Kiều lâu rồi, nói sao giúp cấp này Huynh ốm như con. Ốm mà còn đen nữa. À chừng mà hắn đang mà nè. Ổ leo leo đi bà sợ sợ. Cái thằng bố nè, quê vỗ chung ở ba mạnh là sợ. Ông bà cô chú anh chị và các bạn biết sao không? Tại vì á, anh Huynh làm nhiều quá. Vậy dưới quê nè, hết làm công ty nè, lúc mà nuôi ong á là ảnh đã xuống ký rồi đó. Khi mà về quê nuôi ong á là ảnh xuống ký rồi, 5-6 ký luôn không bà cô chú. Rồi giăng nắng nên nó đen vậy đó. Xong rồi mùa đông là nó nhả từ từ, hết mùa đông là bắt đầu ảnh hơi trắng trắng lại à. Với lại bây giờ rồi đi làm công ty rồi ảnh làm mấy cái máy ảnh bán thôi đó. Nó làm nhiều á nên ốm vậy chứ ảnh ăn nhiều dữ lắm luôn. Còn khi mà từ nuôi ong tới bây giờ là ảnh không có ốm thêm nữa, cứ giữ cái số ký chứ gì không bà cô chú, không có ốm thêm. Ăn á thì sức khỏe bình thường. Ảnh làm nhiều á với ảnh thức đêm nữa ha, nên á nhìn ảnh ốm vậy thôi chứ ảnh không có bệnh hoạn gì hết trơn á ông bà cô chú ơi. À, cô đó là lo cho anh Huynh không biết có bệnh gì không mà nhìn ốm nhanh dữ vậy á. Không có bệnh gì, ảnh không có bệnh gì hết trơn á, khỏe còn khỏe hơn ngày trước nữa. Lúc trước mà ở thành phố á là ảnh giống như công tử bột vậy ha, còn lúc mà về quê này nuôi ong á là khỏe như trâu luôn á, ginh thùng lên, ginh thùng nặng gì mà ginh đùng đùng luôn. Ông bà chị con này thôi mà thanh đe thôi kinh tài là về quê á, cái đổi không khí trong lành nè, rồi á vận động tay chân này kia rồi đó nên khỏe người ra. Chiếc bê xem các ảnh hết rồi nên chẳng có giữa đó hai mẹ mùi xin nên cứ nhăn vui đi hèm ảnh được rồi. Thấy rồi. Nuôi cũng ăn hết chén cơm luôn mà ảnh còn ăn mọi hoài. Cái này là dũng sĩ diệt mồi nè. Vì khi chú ảnh một con nên đề ý cứ ảnh chung chặn một con này. Anh đề. Thì Kiều xin tặng dừng cái video của Kiều ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.